Các bạn thân mến, đây là một cái dịp để tôi hướng đến cho những bạn nào đã và đang nuôi chim cung gáy sinh sản. Đây là những cặp vú lôi Nhật có cái vệt đen ở cổ. Và đây là cái con này là con trống, con này là con mái. Đó. Tôi lấy đại một quả trứng ra. Các bạn thấy là đây là trứng đã màu xanh trứng sáo rồi. Có nghĩa là đến ngày sắp nở rồi. Đó. Thì về cơ bản thì đây là những cặp nó đã bắt đầu khai thác được khoảng 2 tháng. Và vòng đời của những chú chim này nó có thể đẻ được hàng trăm nữa. Vậy vị chi là nó còn rất khoảng 2 năm nữa, 3 năm nữa chúng ta có thể khai thác được nó. Đây con này là mới đẻ 2 trứng, chưa vào ấp. Thì tôi sẽ để cho các bác với cái giá niêm yết là 400 ngàn cho một đôi bố mẹ sinh sản. Đó. Đôi bố mẹ sinh sản. Thì tôi cũng kiểm tra xem đây là sao. Ok, đây là một cặp. Đó. Đây là một cặp tiếp. Và đây là gì? Đây là một cặp tiếp. Đây một cặp tiếp. Vậy vì cái hệ thống này của tôi có khoảng tôi sẽ bán ra khoảng 200 đôi. Bởi vì tôi có hàng vài trăm đôi cơ. Đó. Các bạn thấy là chim nó đã trưởng thành rồi. Có thể là một con Pháp, một con Nhật để ghép chéo đi để cho nó tốt gen. Bên kia thì hai con Nhật. Đây là hai con Nhật. Đó. Đây là hai con Nhật. Chim Nhật thì nó ấp ổn định hơn chim Pháp một chút các bạn ạ. Đó. Thì đây tôi lắp hệ thống máng tự động. Và nó được tiêm phòng dịch các kiểu. Một số những cái bệnh cơ bản đã đủ hết rồi. Đây hai con này, hai con Pháp. Đó. Thì tôi sẽ bán 400 ngàn cho 200 khách hàng đầu tiên trong vòng tháng 7 và tháng 8. Bởi vì cái số lượng tôi cũng chỉ ra tầm như vậy thôi. Còn số còn lại tôi phải để tôi phục vụ cho cái dàn chim sinh sản của tôi. Và số điện thoại của tôi là 0163 5305 982. Tôi xin nhắc lại là 0163 5305 982. Bởi vì địa chỉ thì tôi ở trên xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, đây là những đôi nó đã thuần thục rồi. Tôi có thể chuyển cho các bạn. Đó, đã thuần thục rồi. Đây, đang ấp, đã thuần thục. Và tôi có thể chuyển cho các bạn xuống bến xe Mỹ Đình và chuyển đi khắp toàn quốc. Đó, đây là những đôi nó đã ổn định rồi. Các bạn thân mến, đây là nó đã ấp, nó lại đã nở rồi. Đó, ấp nở. Đây, vỏ trứng đây. Đây. Các bạn thấy là nó đã nở. Đó, có tí đây là vỏ trứng. Thì các bạn thân mến, những cái thế hệ hậu bị này tôi sẽ ghép thành đôi. Nó đã đẻ rơi trứng rồi đấy. Tôi đã ghép thành đôi và tôi sẽ để cho các bạn. Đấy. Các bạn nên nhớ là những cái đôi chim vú nuôi Nhật Pháp của tôi thì rất là gì? Tôi nuôi là theo góc độ là hoang dã các bạn ạ. Đó. Cực kỳ hoang dã luôn. Đây là cái lồng mà tôi nuôi. Nó ở ngoài trời các bạn ạ. Mưa thì nó trú ở cái hiên bờ lô này. Mà nắng thì nó chạy ra nó xoay cánh đây. Chim nó mà xoay cánh tắm nắng thì không bao giờ có giận mặt và không có bao giờ vi khuẩn. Đấy. Thì tôi sẽ để cho các bạn 200 khách hàng đầu tiên cũng như 200 đôi chim của chúng tôi. Đây. Hệ thống này tôi nuôi rất là chuyên nghiệp các bạn thấy không? Nếu như mà các bạn nuôi sành chim, các bạn nhìn thấy những chú chim này thật là tuyệt vời. Bóng trơn, sáng sủa, đẹp đẽ. Đó, 400 nghìn cho một cặp. Về là đẻ luôn. Đấy, về trống mái là đẻ luôn. Đấy, các bạn không nên phải mất thời gian để nuôi những con nhỏ nữa. Chỉ có 400 ngàn thì tôi sẽ để bớt cho các bạn 200 con cho 200 khách hàng đầu tiên. Các bạn ạ. Đó, bởi vì thực tế là tôi có nhiều thì tôi mới bán được cái rẻ như thế này. Đó, tôi sẽ bán rẻ nhưng mà không phải là nó không đảm bảo chất lượng các bạn nhé. Bởi vì tôi đảm bảo với các bạn là như vậy. Đấy. Thì các bạn có thể yên tâm khi tìm đến cơ sở trại chim của Thao. Tôi tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Số điện thoại là 22 số tài khoản là 2210205156681 và số điện thoại là 0163 5305982. Loại này là nó hậu bị. Đấy, nó đẻ rơi trứng rồi.
và tôi chưa có thời gian ghép vào, và cái số lượng lồng cũng đã chật cứng. Một cái trang trại dài thườn thượt, tôi sẽ phải bán bớt, và tôi sẽ bán khoảng 200 đôi đấy. Thì trong đó là có những đôi là đang ấp, tôi cũng có thể bỏ trứng đi, tôi sẽ chuyển cho các bạn. Đấy, đấy là một cái mà tôi khẳng định cho các bạn là về các bạn có thể thu nhập, thu nhìn thấy kết quả luôn. Đó. Thì các bạn thân mến, là đây là cái clip chính thống đăng của đầu tháng 7 năm 2018. Đó, thì các bạn có thể là yên tâm khi mà tìm đến một cái đơn vị có truyền thống về con chim cu gáy. Đó, tôi có thể minh họa bằng một chú chim. Đó. Đây. Các bạn thân mến, đây là chú chim của chúng ta. Nếu như các bạn tinh ý thì trên cái sàn chim này của tôi thì gì? Không có một tí phân nào ở chuồng chim cả. Đấy. Các bạn thấy không? Và chú chim này rất là sáng, bóng, trơn, đẹp, sạch sẽ như một như tranh vẽ luôn. Ngoài thiên nhiên không được ăn uống đầy đủ và không được tắm nắng tắm mưa như thế này. Đó. Các bạn thấy không? Đó là những chú chim mà tôi sẽ bán cho các bạn với cái giá là 400 ngàn. Đó. Đây. Tôi để ở đây. Đó. 400 ngàn thôi. Tôi sẽ để cho các bạn một cặp chống mái. Đó. Và các bạn về nó sẽ sinh sản luôn. Nếu như các bạn nào đang nuôi chim bố mẹ mà nó bỏ trứng, hoặc là các bạn muốn nuôi như để cho thành thay bồ câu, nuôi theo kiểu thương phẩm, thì các bạn đây là cái đơn vị chính thống để các bạn tìm đến những cái giống chim vú nuôi rất là chuẩn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đăng ký kênh. Tôi xin giới thiệu là địa chỉ của tôi thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0163530982. Với cái bề dày lâu năm phát triển vườn trại chim cu gáy và có những cái kinh nghiệm, tôi xin hứa sẽ đảm bảo một trống một mái với cái giá 400 ngàn, áp dụng 200 đôi cho 200 khách hàng đầu tiên trong tháng 7 và tháng 8. Quý vị các bạn cố gắng, nếu có đi ý định, có ý tưởng hoặc có nhu cầu cần thiết, hãy liên hệ sớm. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận đơn hàng qua tin nhắn, và chúng tôi sẽ, nếu bạn nào muốn ưu tiên, muốn nhanh, các bạn muốn có thể là chuyển khoản vào cái số tài khoản ngân hàng nông nghiệp của chúng tôi là 2210205156681, tài khoản ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ba Vì, với cái chủ tài khoản tên tôi là Vũ Văn Thao. Ok, đó là những cái đôi. Đấy, các bạn thấy là tôi phát triển như vậy để cho các bạn biết là không phải là số lượng ít. Đây là những đôi mà là nó là cái số 91, con số rất là gì. Ok, đây là nó đang, đôi này là đôi Pháp trắng tinh, đôi này là Nhật Pháp. Đấy nên là ta cứ ghép chéo đi thì nó sẽ rất tốt. Đấy. Còn đây là những cái gọi là những con mà đã đẻ rơi trứng ra rồi, cườm chân đã đỏ rồi, vạch đen đã đen sẫm rồi, nhưng mà tôi không có chuồng để nhốt và tôi sẽ quyết định bán bớt 200 chú. Ok, đấy thì đó là cái thông tin chính thống và thông tin đẹp để cho các bạn có thể chia sẻ cái clip video này với cái thực hiện video là tôi, tên là Vũ Văn Thao, và tôi số điện thoại là 0163530982 hoặc là cái số 0989177982. Còn đây là những chú chim, những chú chim này là những chú chim mà tôi bón nó biết ăn rồi. Tôi bón nó biết ăn rồi các bạn ạ. Đó. Tôi bón nó biết ăn rồi, tôi không bón nữa. Đấy. Nhưng mà nó vẫn nhao theo tay, kệ nó. Nhưng mà nó sẽ gì? Nó sẽ cách mặt đất khoảng 1m2 và gì? Nó sẽ ăn như thế này, uống như này. Và tôi chỉ dùng một cái bạt như thế này thôi. Mỗi một chuồng này là tôi nuôi 10 con các bạn ạ. Vậy thì 10 con này. Đó, ô này là 20 con này. Ô này là 30 con này. Ô này là 40 con này. Và sang dãy bên này nữa, sang dãy là gì? 50 con này. Đó, 50 con này. 60 con này. Đấy, 70 con này. 80 con này. 90 con này. Đó. Và các bạn thấy gì? Đó. Rất là nhiều đúng không? Tôi có thể cung cấp cái chim giống cho các bạn. Bởi vì những cái chú chim này tôi đã có lô rồi, theo dòng lối, và có số má được gắn ở chân rồi. Đó. Tất cả những cái này là
mang tính chất là không phải là khoe khoang, mà đây là gì? Giới thiệu để các bạn biết đây là cái đơn vị phát triển vườn trại chim cu gáy chính thống, uy tín, chất lượng, đúng không ạ? Và có, đó là hình ảnh, nói đúng ra là có bản quyền các bạn ạ. Đấy, vậy vì chi là tôi rất là gì, tôi rất là nhiều chim các bạn ạ. Đây, rất là nhiều, đó, các bạn thấy không, không hề ít một tí nào đâu. Và lên đây là những chú gì, Nhật Pháp, Pháp Nhật. Các bạn tưởng tượng như một cái vườn có một dãy bên này, một dãy ở giữa, và một dãy tiếp ở giữa bên kia, và một dãy sau cái bạt xanh bên kia nữa. Vậy vị trí là 4 dãy, dài từ đây xuống tận tít dưới kia là 100m. Đó các bạn ạ. Thì mỗi một ô như thế này là 10 chú. Đó, tôi rất là khoa học. Đó, các bạn thấy không, đánh dấu đầu, đánh dấu chân đầy đủ, không thiếu một gì cả. Đấy, thì các bạn có thể yên tâm. Đó, tôi rất khoa học đấy, tôi rất là quy củ ấy. Cái trang trại của tôi là, đây là cái lượng gà tôi nuôi để cho nó nhặt giờ cái rơi vãi của chim đấy. Nên là tôi thịt gà liên tục, và có nhân công, tôi cũng phải trả lương cho nhân công để cái việc chăm sóc phát triển cái vườn trại của tôi. Đây là những chú chim của chúng ta. Đấy, các bạn thấy từ bấy giờ tôi sơ sơ có khi cũng phải tầm 200 con rồi. Đấy, mà đây chỉ là một cái hình ảnh, nó không đầy đủ. Đó. Đấy, cuối video tôi xin chúc các bác cao tuổi và các bác trung niên và anh em chơi chim cu gáy một ngày gần nhất ghé thăm vườn trại, và cũng tin dùng cái cơ sở nhân giống chim cu gáy cũng như chim cu vú nuôi. Cái video hôm nay thì tôi hướng về cái chủ điểm là 400.000 cho một đôi chim vú nuôi Nhật Pháp, Pháp Nhật hoặc Nhật Nhật Pháp Pháp. Tóm lại là đã đến tuổi khai thác sinh sản. Tôi sẽ để lại cho anh em 200 đôi cho 200 khách hàng đầu tiên. Và sau khi bán hết 200 đôi đó thì tôi sẽ ngừng, và tôi sẽ không áp dụng cái giá này đó. Có thể là video này tôi sẽ để chế độ riêng tư. Xin cảm ơn các bạn, xin chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Thân ái, chào tạm biệt.